Tin rét đậm rét hại và cảnh báo băng giá. Đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, thời tiết tỉnh Sơn La có mưa nhỏ dài rác, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ các nơi phổ biến từ 5 đến 10 độ, Mộc Châu 2,7 độ. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay, ngày 21 tháng 2, ở tỉnh Sơn La có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao từ 3 đến 5 độ, có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 2, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại cấp 1.